Rồi, hello quý vị nhá. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở ngay khu vực quốc lộ 51. Chỗ này là thuộc khu phố Phước Lộc, Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngay chỗ này có cái hẻm chúng ta sẽ đi vào núi Đức Mẹ. Hôm nay Phú sẽ đưa quý vị đi vào viếng Đức Mẹ ở đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây nha quý vị ơi. Đây, Phú sẽ rẽ vào đây. À, cái đường này thì vừa đủ cho xe hơi đi vào quý vị. Vừa đủ một làn đường cho xe hơi đi vào. 350m rẽ phải. Ồ, cái đường. Hôm nay là lần đầu tiên Phú đi vào trong này cho nên là cũng không có rành cái đường trong này quý vị. Cứ đi vào thôi. Đi rồi hỏi thăm thêm quý vị ơi. Đấy, đường xá trong này cũng không rành đâu. Đức Mẹ ở trong này mọi người hay gọi là Đức Mẹ cô đơn nhé quý vị. Đây, Phú sẽ cứ đi thẳng theo cái đường này nha. Rồi đi tiếp đi rồi hỏi tiếp. Đường trải nhựa nhưng mà có vẻ là lâu năm rồi cho nên là cái đường nó cũng xuống cấp đó quý vị. Xuống dưới khúc dưới này nữa, khúc dưới này nữa này, chỗ này có cái bảng như này. Tốc độ giới hạn 40 km/h. Đường khá xấu luôn. Đây, vào trong này, chỗ này cái đường này cũng đỡ này. Đây này, chỗ này có cái bảng núi Đức Mẹ này. 1 km nữa. Đó, người ta có bảng chỉ dẫn đây quý vị ơi. Đó, chúng ta cứ đi theo đường chỉ dẫn thôi. Cứ đi thôi, Đức Mẹ sẽ dẫn đường quý vị ơi. Không, cái này là giống như nhà hay chùa vậy này. Wow. Nghĩa địa hả? Chắc nghĩa địa giáo xứ Phước Lộc. Ồ, vòng đây là đường đất nha quý vị. Đây, đường đất chúng ta sẽ nhường cho bác xe tải qua trước đây. Nhường cho bác xe tải qua trước. Đường nó chật hẹp lắm. Hôm nay qua được mà lũ gì đang lấy đà lên. Đấy, đang lấy đà lên. Con đường nhìn rất là gian nan. Chỗ này nó đường đất này, đường này đường đất này. Đường đất nó giống như là cái hố hố bánh xe. Chúng ta cứ từ từ đi thôi. Từ từ đi thôi, Đức Mẹ dẫn đường. Ở trong này Phú thấy là người ta giống như người ta làm gạch đá nhiều quá, quá trời luôn. Bây giờ là mấy giờ ta? Gần 10 giờ sáng rồi.
gần 10 giờ sáng. Phú đi từ nãy giờ từ Biên Hòa ra đây. Cái kính xe nó cũng bụi quá. Quốc lộ 51 đường rất là bụi. Lúc nãy theo bảng chỉ dẫn là còn 1 km nữa vô tới đây, vô tới Đức Mẹ. Đất đá nó bắn lên. Đất đá nó bắn lên. Ây cha, chỗ này này. Chỗ này cái hũng sâu này. Để ngó thử coi xem đi đường nào qua nào. À, chỗ này đi. Cái hũng hơi sâu quý vị. Bác phía sau còn muốn qua nữa hả? Đường chật lắm. Rồi, đi tiếp thôi quý vị ơi. Đất cát nó bắn lên cái gầm xe lọc bọc lọc bọc lọc bọc. Ôi cha, bên này cái ngọn núi đẹp chưa kìa. Ồ, ngọn núi quá đẹp luôn. Đất á, đất nó dằn lên á. Đất nó dằn lên cái gầm xe á. Trời, ngọn núi nó đẹp quá. Đó, nếu phải đi cái hướng ngược lại thì mới thấy được. Đây, lại tiếp tục đi vào đoạn đường đất. Chắc là xe đó cũng đi vào viếng Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ ở đây thì Phú nghe người ta nói là hồi trước ở đây tượng Đức Mẹ giống như kiểu bị bỏ quên đấy quý vị. Rồi về sau này người dân ta phát hiện ra được. Người ta đến ta xin viếng Đức Mẹ, xin ơn và được ơn. Cho nên là về sau này rất là nhiều người tìm đến đây, tìm đến Đức Mẹ. Thì hôm nay Phú cũng lần mò theo đường để đến đây viếng Đức Mẹ một lần. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đi đến nơi ha. Đến đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bảng này. Không, chỗ này là núi Thánh Du Xe. Cái này là có cái bảng này là lên núi Thánh Du Xe. Lên núi Thánh Du Xe. Chắc là chúng ta phải đi thẳng. Đi theo xe này đi. Cho xe này đi trước đi. Chúng ta sẽ đi theo xe này đi trước. Đây giống như trà quá. Đi qua một cái vườn liễu. Đường này thì nếu mà đi xe máy thì nó dễ đi hơn quý vị ơi. Xe hơi thì chạy qua chỗ này đường xá hơi gập ghềnh một chút. Xe máy thì có vẻ dễ đi hơn. Tại vì xe máy chúng ta chủ động được ấy, nó dễ đi hơn. À, tới đây chúng ta sẽ gặp cục đá chỉ dẫn đây rồi. Đấy, coi trên mạng là thấy người ta chỉ dẫn này. Đó, đường lên núi Chúa. Đường lên Đức Mẹ. Rồi, đường vô núi Đức Mẹ đây quý vị ơi. Có 3 núi. Có 3 địa điểm. Đó, đường này đi vô Đức Mẹ đây. Đúng rồi, vậy là chắc xe kia người ta đi vào tận viếng Đức Mẹ. Đó, người ta có để những cái bảng chỉ dẫn ở đây quý vị. Đó, núi Đức Mẹ 200m nữa. Rồi, con sắp đến với mẹ rồi, mẹ ơi. Ô, chỗ này lại một cái hố nữa đây hả? Được, chỗ này ok, chỗ này dễ hơn chỗ này. Ê, đúng rồi. Nơi đây chúng ta sẽ nhìn thấy hòn đá ở đây. Núi Đức Mẹ Phước Lộc. Và chúng ta sẽ đi cái đường bê tông này rất là đẹp này quý vị. Đi vô đây rồi, xe hơi đã đi vô đây rồi. Đây, chúng ta đi cái đường này, đường bê tông rất là đẹp nha. Núi Đức Mẹ Phước Lộc này. Ôi, đi vào thôi quý vị ơi, đường này đẹp lắm, tha hồ đi nha.
Đó. Em bảo thấy con đường này là đường đẹp lắm. Có vẻ như là có nhiều người cũng đang tiến vào Đức Mẹ đó. Đó, xe hơi kia vào tới đây rồi, vào trước rồi. Đấy. Đây quý vị ơi, chúng ta tới nơi rồi. Này để xe bên nào đây? Rồi, hello quý vị nha. Thì hiện tại bây giờ là Phú đã đến được chân núi của Đức Mẹ, núi Đức Mẹ Phước Lộc rồi. Bây giờ Phú sẽ đi bộ lên trên nha quý vị. Cho quý vị coi sơ qua cái khung cảnh ở đây. Rất là đẹp quý vị. Giống như là khung cảnh núi rừng. Bây giờ Phú sẽ leo lên núi nha quý vị nha. Cũng khá là cao á. Rồi mời quý vị đi theo Phú nha. Đây quý vị ơi, khi mà chúng ta đến đây thì quý vị nhìn lên này. Đây là cái đường để chúng ta đi lên núi. Quý vị thấy cái quang cảnh đẹp không? Núi rừng rất đẹp luôn. Hôm nay là thứ bảy thì Phú thấy là cũng có đoàn này. Đấy, đoàn người ta đến đây để người ta lên viếng Đức Mẹ. Núi đá quá trời luôn. Rồi chúng ta đi lên nhé quý vị nha. Ở phía dưới chân núi này thì có một số người ta bán hoa, bán nước cho khách hành hương ta đến đây có nhu cầu mua. Rồi Phú sẽ đi lên nhé. Ở đây hòn đá lớn có vẽ hình thánh giá này. Giờ đi lên quý vị ơi. Đây, những cái bậc tam cấp bằng đá và xi măng rất là sạch sẽ. Cảnh núi đá rất đẹp. Nơi tôn nghiêm xin giữ vệ sinh chung. Rồi đi lên nhé quý vị ơi. Quý vị nhìn này. Đây là cái hành trình mà chúng ta sẽ leo lên trên núi Đức Mẹ. Cái bậc thì Phú nghĩ không có nhiều đâu. Nhưng mà cái núi thì nó khá là gắt đấy. Đẹp quá quý vị. Đến đây thật sự là rất là bình yên. Rồi sẽ đi lên nhé quý vị. Nhìn qua núi đá rồi cây. Có mấy người ta đang quét cái bậc đi lên này. Chúng ta có cái hành lang này thì chúng ta bám tay vào chúng ta đi leo lên cho nó chắc chắn nha quý vị. Nếu mà chúng ta có mệt chúng ta cứ bám vào đây chúng ta leo lên. Rồi bây giờ cũng sẽ leo lên nha quý vị ơi. Lâu lắm rồi không leo núi. Thì leo lên núi này thì chúng ta cứ leo từ từ thôi quý vị. Đừng có leo gấp, leo nhanh quá. Chúng ta sẽ rất là mệt. Và cảm giác cũng như kiểu là khó thở. Cứ từ từ chúng ta leo lên thôi. Đấy. Từ từ rồi sẽ lên tới Đức Mẹ thôi quý vị. Rồi, mời quý vị tiếp tục leo cùng Phú nha. Đi lên nào quý vị ơi. Chỗ này là một cái khúc cua. Một cái khúc cua. Ừ. Quay phim này. Nè, chú quay nha. Ồ. Chú quay cho hai đứa lên tivi nha. Đó. Đẹp quá quý vị ơi. Đây bên này này. Lên Đức Mẹ còn đẹp hơn. Ừ, đúng rồi, lên Đức Mẹ còn đẹp hơn. Rồi đi lên nha quý vị ơi. Đây, chỗ này là giống kiểu là người ta làm chỗ này cho chúng ta ngồi nghỉ một chút. Sau khi mà leo qua một cái chặng mệt mỏi chúng ta có thể ngồi nghỉ ở đây. Đốt lá. Dọc đường đi thì có những cái thùng rác ha. Chúng ta có ăn uống hay gì đó thì chúng ta nhớ bỏ rác vào thùng.
giữ gìn vệ sinh chung quý vị ơi. Có một đoàn khách hành hương vừa đến và người ta đang leo lên sắp tới nơi rồi quý vị. Đây, giờ Phú sẽ lên tiếp. Ừ. Đấy, quý vị thấy không? Leo lên thẳng đứng luôn. Sắp tới nơi rồi quý vị ơi, sắp tới rồi. Đây này. Hòn đá ngay đây là quý vị nhìn thấy cái lưng của Đức Mẹ rồi. Đấy. Theo tôi thấy thì núi Đức Mẹ Phước Lộc còn thấp hơn cả núi Đức Mẹ núi Long Hương nữa. Đấy. Nhưng mà cái đường leo lên thì nó gắt nha quý vị. Chúng ta cứ leo lên thôi. À, quý vị nhìn thấy này, cái đường chỗ này là rất là gắt ha, leo thẳng lên cục đá luôn. À, cứ bám cái hành lang này là từ từ chúng ta sẽ lên đến nơi. Cái bậc ở chỗ này thì nó sẽ thẳng, nó dốc thẳng đứng luôn, cho nên là khi mà leo lên thì hết sức cẩn thận quý vị. Ô, oh. Lên đi con, lên đi. Đây nè quý vị, thẳng đứng luôn nè. À, cái hành lang này làm bằng xi măng hả quý vị ha. Đấy, lên tới đây làm bằng xi măng chứ không thể nào mà làm bằng cái sắt kia được. Đây, Phú sẽ leo lên tiếp nha. Lẹ quá. Hello quý vị, Phú đang tiếp tục leo lên đây. Nè, bám vào đây chúng ta leo lên nhé, cứ từ từ leo lên thôi, sắp tới nơi rồi quý vị ơi, cố lên. Wow, Phú đã tới nơi rồi quý vị. Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những tấm bia tạ ơn Đức Mẹ. Đây quý vị nhìn này, tiếng ba chữ, rất là nhiều những tấm bia tạ ơn Đức Mẹ ở đây. Chụp lên nhắc mẹ không chụp nhỏ đó. Đây, ra tới đây, lên tới đây thì chúng ta có một chỗ này để ngồi nghỉ ha quý vị ha. Lên chỗ này để ngồi nghỉ. Đây, cái hướng bên này có đường đi xuống hả ta? À, chỗ này là cái chỗ chúng ta có thể đứng đây để nghỉ chân, nhìn ngắm cảnh phía dưới quý vị, rất đẹp. Đó. Và bên này là chúng ta lên tới Đức Mẹ rồi. Đây, bây giờ Phú sẽ lên Đức Mẹ nha. Đây quý vị ơi, đoàn viếng Đức Mẹ người ta đến đây để đọc kinh rồi. Đây quý vị có thể ngồi ghế đá này, ở đây có ghế đá, ghế nhựa để đọc kinh viếng Đức Mẹ. Đây quý vị, đây chính là tượng Đức Mẹ ở đây. Tượng Đức Mẹ ở đây. Có rất là nhiều hoa mà mọi người dâng lên Đức Mẹ ở đây quý vị. Đây, tôi sẽ đi một vòng quay quý vị coi. Kinh hãy nhớ. Mọi người đang đọc kinh. Rất là nhiều bia tạ ơn Đức Mẹ quý vị. Đây, ghế đá này. Từ đây chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới được quý vị. Cái đường đi phía dưới. Quang cảnh ở đây rất là đẹp. À, quý vị nhìn này. Đó. Đoàn người ta đang đến đọc kinh cầu nguyện. Phú đi một vòng chung quanh đài Đức Mẹ nhé. Quý vị nhìn này, những cái tấm bia tạ ơn Đức Mẹ. Hoa rất nhiều. Đấy, những bông hoa sứ người ta trồng ở đây dâng cho Đức Mẹ.
rất đẹp quý vị. Xin đừng vứt rác nơi đây. Từ đây quý vị có thể nhìn xuống cái quang cảnh phía dưới này. À, núi người ta đang khai thác đất bên ngọn núi bên kia. Xa xa ngoài kia là nhà thờ Phước Lộc. Người dân ở đây kể rằng không biết tượng Đức Mẹ được đặt từ khi nào, chỉ biết rằng năm 1975 đến năm 1980, khoảng thời gian đó, thời gian khó khăn. Có một số người vào rừng làm củi, họ tình cờ phát hiện bức tượng nằm ở trên núi, trên hòn đá cao. Họ đã quét dọn và cắm nhang cầu nguyện. Những người không có đạo gọi là tượng bà cô đơn, vì nằm giữa núi rừng hoang vu, vắng lặng, chỉ có gió núi với mưa rừng. Họ đến đây để cầu nguyện và họ được rất nhiều ơn. Tiếng lành đồn xa, có nhiều người không có đạo ở những nơi khác đã đến cầu nguyện và họ đều được ban ơn như ý xin. Những người được ơn đã đến để tạ ơn, lúc này mới bắt đầu được nhiều người biết đến. Có ít người không có đạo tự nguyện chăm sóc, quét dọn cắm nhang hàng ngày. Trong suốt một thời gian dài, khi những người dân có đạo ở đó biết được, họ lên và nhận ra đó là tượng Đức Mẹ. Họ đã cầu nguyện với mẹ và họ cũng nhận được những ơn mà họ đã xin. Và bắt đầu họ góp công, góp của, làm những bậc thang cho mọi người đi lên với mẹ. Vì mẹ đứng giữa núi rừng hoang vu vắng lặng nên mọi người vẫn gọi là tượng Đức Mẹ cô đơn. Quý vị và các bạn có đi du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, đến giáo xứ Phước Lộc, từ quốc lộ 51 đi vào đường rừng khoảng 3 cây số, có bảng hướng dẫn đến nơi để cảm nhận được. Tình Chúa và tình người, tình trời với đất, qua những bậc thang dẫn lên với mẹ của rất nhiều người không kể tôn giáo, làm để tạ ơn và tôn vinh mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ đứng đó khi đời con rối bời, đời con mãi quay cuồng với những vội vã của cuộc sống, đầy đau thương và thất vọng, làm chúng con quên mất mẹ. Bỏ mẹ vẫn đứng cô đơn lặng lẽ trong cuộc đời chúng con, nên đời chúng con vẫn đau thương và đầy bóng tối. Xin mẹ giúp chúng con biết luôn yêu mến và tin tưởng vào tình yêu thương của mẹ, để đời sống của chúng con luôn có mẹ là nguồn mọi hạnh phúc. Amen. Hello quý vị, bây giờ quý sẽ đi xuống, đi về quý vị. Hôm nay đến đây cũng rất là may mắn bởi vì là thời tiết khá là đẹp, trời nắng cao. À, quý vị thấy đó, khung cảnh của Đức Mẹ giáo xứ Phước Lộc rất là đẹp luôn, thấy không, rừng núi rất là đẹp. À, bây giờ Phú sẽ đi xuống vậy ha. Đây, bây giờ Phú sẽ đi xuống này, Phú cho quý vị coi từ ở trên chúng ta đi xuống. À, cái bậc này nó sẽ dốc như thế này, thì nói chung là cũng không có nhiều bậc lắm đâu quý vị, nhưng mà cái độ dốc thì khá là gắt ở cái đoạn chỗ này. Khi mà chúng ta đi hết cái đoạn chỗ này rồi, xuống chỗ dưới, đoạn mà có cái tay vịn bằng sắt á, thì đi nó dễ chịu hơn. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi xuống dưới nha quý vị nha. Đây, đứng ngay cái đoạn chỗ này, Phú cho quý vị coi cái cảnh. Đây, cái bậc thang, chúng ta đi xuống này. Cái đoạn này thì xuống nó nhẹ nhàng lắm. Rồi chúng ta đi thẳng xuống dưới kia là kết thúc hành trình quý vị nha. Rồi, Phú sẽ xuống dưới nha. Lô quý vị, thì Phú vừa mới ở trên núi Đức Mẹ xuống, bây giờ đi ra lấy xe đi về. Thì hôm nay đưa quý vị và các bạn đến tham quan núi Đức Mẹ giáo xứ Phước Lộc. Đi leo lên núi phê quá quý vị ơi. Bây giờ đi ra đi về nhé.
Thì quý vị mà có đi ra hướng Vũng Tàu chơi hoặc là có đi ra hướng quốc lộ 51, quý vị có thể ghé núi Đức Mẹ Giáo xứ Phước Lộc đến đây để viếng mẹ, cầu xin mẹ ban cho chúng ta được mọi sự bình an quý vị nhé. Khung cảnh rất là đẹp luôn, đường đi ra đi về này. Rồi, thì bây giờ Phú sẽ đi ra đi về. Và cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye các bạn. Hello quý vị, thì trên đường đi ấy, là Phú đi tới đây. Đây quý vị, cái đường đi vô núi Đức Mẹ đi tới đây thì chúng ta sẽ rẽ vào đây nhé. Chỗ này có cái bảng đường đi lên núi Chúa này. Thì quý vị chạy từ bên ngoài vào chắc chỉ khoảng cỡ 20 mét này là chúng ta đến núi Chúa. Thì Phú sẽ quay cái quang cảnh núi Chúa cho quý vị xem nha. Đây quý vị, đây là cái đường để chúng ta đi lên núi Chúa. Thì Phú thấy là giáo xứ Phước Lộc người ta xây dựng ở đây rất là sạch đẹp. Đây quý vị nhìn nè, có khu vực để cho mọi người đến đây đọc kinh cầu nguyện. Xây khuôn viên đổ bê tông hết. Có cây xanh ở đây rất là đẹp để mọi người có thể là đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Đây, ở đây có bố trí một số cây chổi để mọi người làm vệ sinh. Ghế đá này quý vị, những hòn đá rất là lớn ở đây. Đây là cái đường đi lên nha quý vị nhé. Phía bên này thì có kinh chuỗi thương xót. Và quý vị có thể nhìn lên trên cao trên kia. Chính là tượng Chúa Kitô vua. Giống như ngoài núi Tàu Phùng quý vị. Rất là đẹp trên đó. Đó quý vị thấy không? Thì trên núi Chúa này là chúng ta không có đường lên quý vị ơi. Chúng ta chỉ đứng ở dưới này thôi, chứ không có đường lên. Cho nên là Phú đứng ở dưới, Phú quay cho quý vị coi nhé. Cho quý vị coi một số hình ảnh như vậy ở núi Chúa. Rất là đẹp quý vị. Nơi đây là có cái bàn để chúng ta dâng hoa và hương kính mến Chúa. Phú thấy ở đây có một vài bia tạ ơn ở đây. Có vẻ như mọi người không có vào đây nhiều bằng lên núi Mẹ. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi ra nha quý vị nha. Hello quý vị, thì hiện tại bây giờ là Phú đang đứng ở khu vực núi Thánh Du Xe quý vị. Quý vị thấy hòn đá không? Hãy đến cùng Thánh Cả Du Xe. Đó. Thì lúc nãy đường đi từ bên ngoài đi vào, kiếm đường cho nên là Phú quên, Phú không quay cái đoạn đường từ bên ngoài đi vào. Và bây giờ đi vào tới trong này rồi thì Phú mới quay. Quý vị nhìn cái con đường đó. Con đường ta đi từ bên ngoài đi vô ha. Đi tới ngã ba chúng ta chẽ qua này là thấy núi Thánh Du Xe. Bây giờ Phú sẽ đi lên quay quý vị xem nhé. Đây quý vị ơi, quang cảnh rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy hòn đá. Hãy đến cùng Thánh Cả Du Xe này. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào nhé. Đây quý vị, cây xanh rất là đẹp. Đi vào đây thì giáo xứ Phước Lộc người ta cũng xây dựng làm rất là đẹp nơi núi Thánh Du Xe. Ở dưới cục đá lớn này. Và những nơi này đều bố trí rất là nhiều những cây chổi để mọi người đến đây. Nếu mà có dơ bẩn thì chúng ta làm vệ sinh nhé quý vị nhé. Nơi đây có một số ghế đá bố trí ở đây để mọi người đến đọc kinh cầu nguyện cùng với Thánh Cả Du Xe. Và Phú thấy là ở chỗ này có bàn thờ gia đình Nazareth đây này quý vị. Đấy. Rất là đẹp. Có Thánh Cả Du Xe, Đức Mẹ. Thánh Cả Du Xe và Đức Mẹ thôi quý vị. Phú không nhìn thấy Chúa Hài Đồng. Và ở đây có kinh Khấn Thánh Du Xe. Rồi ở trên cục đá lớn này có khắc dòng chữ là Du Xe Đấng Công Chính. Cũng như là Phú thấy cũng có một số bia đá ở khu vực phía này tạ ơn Thánh Du Xe. Đây là cái đường để đi lên đây quý vị. Đây, cái đường để chúng ta đi lên. Đi lên núi. Thì đi lên núi là người ta chỉ làm cái bậc này
một chút xíu bằng bê tông này thôi. Còn khu vực chỗ kia ấy, là trên cao người ta sẽ làm một cái thang bằng sắt quý vị. Đây quý vị nhìn này, khu vực chỗ này là người ta sẽ làm một cái thang bằng sắt. Cái thang này rất là đứng nha quý vị. Đó, cho nên là khi mà quý vị đi lên thì hết sức cẩn thận. Đây, tôi sẽ leo lên nhé. Thì chúng ta sẽ bám chặt vào cái thành thang để chúng ta leo lên. Tại vì nơi này núi non hiểm trở, hòn đá cao mà, cho nên là thiết kế như này thôi là tốt lắm rồi quý vị. Nhưng mà không sao, quý vị cứ leo lên đi, có thanh cả du xe lo hết. Đến với mẹ, đến với Chúa và đến với thánh cả du xe, chúng ta cứ đi thoải mái quý vị. Đây, Phú đã lên được tới nơi. Và quý vị nhìn này, chỗ này quý vị leo lên cẩn thận nhé. Đây là tượng thánh cả du xe, rất là đẹp ở đây quý vị. Đây, thì do cái địa hình không cho phép, cho nên là Phú sẽ quay cái góc nó hơi nghiêng nghiêng một chút. Đây, quý vị thông cảm nhé. Đây, trên hòn đá lớn, chúng ta chỉ chiêm ngưỡng thánh du xe như thế này thôi. Phú cho quý vị coi cái quang cảnh này. Bên phía bên kia là cái ngọn núi mà lúc nãy Phú đứng ở núi Đức Mẹ. Thấy người ta đang khai thác đất trên đó. Đây bên này quý vị nhìn này. Đó, quang cảnh rất là đẹp. Phú đang đứng ở ngay chỗ thánh cả du xe này. Đó, lên rờ vào thánh du xe một cái để xin thánh du xe ban cho mọi sự bình an trong chuyến đi này của Phú. Khá là nắng luôn quý vị ơi. Đây là cái cầu thang để leo lên leo xuống đây quý vị. Đấy, thẳng đứng luôn nha. Đấy, quang cảnh ở đây thì như thế này đây. Thì Phú đến đây bây giờ là hơn 11 giờ trưa rồi. Và Phú thấy là không có ai đây cả. Đó. Rất là đẹp quý vị. Rồi bây giờ Phú sẽ đi xuống quý vị ơi. Đây này quý vị nhìn cái thang sắt này dốc thẳng đứng luôn này. Thì quý vị leo xuống thì hết sức cẩn thận nha quý vị nhé. Hãy bám vào cái thành thang này này. Bám chắc vào và đi xuống từ từ từng bậc thôi. Đừng có đi nhanh quá vội vàng nguy hiểm quý vị nhé. Đây, đi xuống này. Đấy, quý vị thấy không? Cái này thì Phú nghĩ là những người mà lớn tuổi thì có thể là không nên leo lên đây. Bởi vì cái độ dốc của cái thang sắt này. Quý vị có thể đứng ở dưới cầu nguyện cùng với thánh Giuse là cũng ok rồi. Rồi, Phú đã xuống tới nơi. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi ra ngoài nha quý vị nhé.